Kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng đến với chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Chương trình hôm nay thứ sáu, ngày 17 tháng 11 năm 2023 sẽ có các tin tức đáng chú ý sau đây. Năm 2024, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao hai chuyên đề về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội. Chương trình 1 triệu sáng kiến đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn Đồng Nai tích cực hưởng ứng. Đồng Nai triển khai hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến. Phần tin thế giới. Hôm nay, hội nghị thượng đỉnh APEC tiến hành ngày họp cuối. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, nỗ lực đạt được tuyên bố chung bị cản trở bởi vấn đề chính trị. Quân đội Israel tăng cường tìm kiếm những nơi được cho là nơi ẩn náu của Hamas nằm trong bệnh viện lớn nhất ở Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Dự họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quảng Minh Cường, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo và đại diện các sở ngành của tỉnh. Tại hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2023. Để chương trình giám sát năm 2024 được thực hiện thành công, các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến về các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 và các giải pháp triển khai năm 2024, trong đó tập trung vào các nội dung đổi mới và những bài học kinh nghiệm. Theo kế hoạch chương trình giám sát năm 2024, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao hai chuyên đề về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội về một số dự án quan trọng quốc gia, quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tiến hành giám sát hai chuyên đề liên quan đến đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tập trung vào tổ chức các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát văn bản quy phạm pháp luật, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri, v.v. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 11/2023 để thảo luận về các đề nghị xây dựng luật, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, luật cấp thoát nước, luật điện lực sửa đổi. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho ý kiến đối với từng nội dung của các đề nghị xây dựng luật, giao việc cho các bộ ngành chủ trì và các phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật, trong đó với đề nghị xây dựng luật điện lực sửa đổi. Thủ tướng nhấn mạnh việc phát triển điện lực phải bảo đảm an ninh năng lượng cho đất nước, an toàn trong sử dụng điện và tiết kiệm điện năng, có cơ chế huy động các nguồn lực xã hội hóa trong đầu tư xây dựng các công trình điện lực, bảo đảm sự cạnh tranh lành mạnh, chống độc quyền. Đối với phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng mới, cần nghiên cứu để tạo cơ chế đột phá trong đầu tư, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng mới. Thủ tướng Chính phủ cũng giao các bộ ngành việc hoàn thiện, đẩy nhanh, nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tin trong tỉnh Đồng Nai, sáng nay đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai về kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, Phạm Xuân Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huỳnh Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Võ Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan. Đảng bộ tỉnh Đồng Nai hiện có 16 đảng bộ trực thuộc. Toàn đảng bộ tỉnh có 714 tổ chức cơ sở đảng với hơn 87.000 đảng viên. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn công tác đánh giá thời gian qua công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo, nhất là việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của đảng đã được Tỉnh ủy Đồng Nai quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới cho công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ tỉnh Đồng Nai đã đạt được trong xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tuyên giáo nửa nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị Tỉnh ủy Đồng Nai cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương,
trong bối cảnh một bộ phận cán bộ, đảng viên đục đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai, sợ trách nhiệm, đồng chí Lại Xuân Môn lưu ý phải nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị trong cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin, khát vọng để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Là tỉnh đặc thù có đông đồng bào tôn giáo, công nhân lao động và nhiều dự án lớn đang triển khai trên địa bàn, đồng chí Lại Xuân Môn cũng lưu ý tỉnh cần quan tâm nắm bắt dư luận xã hội để xử lý tốt dư luận xã hội từ sớm từ xa. Tiếp thu các ý kiến của đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm công tác tư tưởng xã hội. Trong 3 năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được ổn định, không để xảy ra điểm nóng. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cũng nhấn mạnh, Đảng bộ Đồng Nai chủ trương đưa đảng, chính quyền gần dân hơn, bởi càng gần dân bao nhiêu, càng sát thực tiễn, sẽ càng ra những quyết sách đúng đắn hơn, thuận lòng dân. Cũng trong sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 1930, 18 tháng 11 2023, một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của nhân dân cả nước, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tham dự có các đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai, Võ Tấn Đức, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Phát biểu ôn lại truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Cao Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, trải qua 93 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã không ngừng được củng cố, mở rộng và có những cống hiến xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của dân tộc. Hiện Đồng Nai có hơn 930 trưởng ban công tác mặt trận và 340 chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Đây chính là những lực lượng nòng cốt kết nối ý đảng, lòng dân, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, cũng như có đóng góp rất quan trọng vào những kết quả đạt được trong công tác mặt trận của tỉnh Đồng Nai. Đối với lại cái công tác mặt trận đó, thì một trong những cái yếu tố quan trọng mà quyết định cho thành công của công tác mặt trận là cái tâm và cái tầm của người làm công tác mặt trận trong cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Và cái thứ hai là trong mọi cái điều kiện công tác, trong mọi lĩnh vực công tác và trong mọi mối quan hệ công tác, thì đối với người cán bộ mặt trận thì đều phải nêu cao cái việc là gìn giữ, củng cố và phát huy cái sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nơi mình công tác cũng như nơi mình cư trú. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và Mặt trận Tổ quốc có vai trò, vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị nhằm tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để phát huy sức mạnh ấy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống mặt trận từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao hơn nữa để xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thực sự thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò của nhân dân tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã trao 5 kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc cho 5 cá nhân và tuyên dương 93 gương cán bộ mặt trận cơ sở tiêu biểu có nhiều thành tích trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023. Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải. Tại hội nghị, 37 tập thể và 72 cá nhân xuất sắc được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng. Đồng thời hội nghị cũng vinh danh 6 doanh nghiệp tiêu biểu trong đồng hành hưởng ứng chương trình này. Theo đánh giá, chương trình 1 triệu sáng kiến đã khép lại với nhiều thành công to lớn và ý nghĩa sâu sắc. Trong đó, Đồng Nai đứng thứ 6 trên 82 đơn vị công đoàn trong cả nước với trên 110.000 sáng kiến. Thưa quý vị, qua 2 năm thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, toàn thể đoàn viên người lao động trong tỉnh Đồng Nai đã đồng lòng hưởng ứng và sôi nổi đưa Đồng Nai trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước trong chương trình này.
Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, chương trình 1 triệu sáng kiến đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, được đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia và tạo được sự lan tỏa rộng khắp. Theo đó, tới đến ngày kết thúc chương trình 1 tháng 9 2023, Đồng Nai có hơn 110.000 sáng kiến, kinh nghiệm được cập nhật trên hệ thống phần mềm trực tuyến, đạt gần gấp 2 lần so với chỉ tiêu Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao, xếp thứ 6 trên 82 đơn vị trên cả nước, làm lợi cho cơ quan, doanh nghiệp hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó có nhiều mô hình, sáng kiến và giá trị làm lợi về mặt kinh tế hàng tỷ đồng. Cái tinh thần mà cải tiến của công ty Changxin là luôn luôn là phát huy. Và nhưng mà qua cái đợt mà Tổng Liên đoàn Lao động phát đi 1 triệu cái cải tiến thì tất cả thành viên trong gia đình trong công ty Changxin thì càng nỗ lực hơn nữa để làm sao đưa ra những cái ý kiến tốt nhất có thể để mà theo cái phát động theo cái chương trình này và là giúp cho công ty là luôn luôn là phát triển hơn. Thì riêng bản thân thì là quản lý về khâu về kỹ thuật, về phối liệu, về làm cái xương gạch. Thì trong thời gian đó mình sẽ sử dụng tất cả những cái phế phẩm của cái phôi liệu đưa vào để giảm những cái nguyên liệu mình mua nhập khẩu về. Đó là một giá trị rất là cao. Thì giảm được chi phí là về khoản tiền cũng là tính về chi phí cũng là nhiều. Ghi nhận và cảm ơn sự vào cuộc tích cực của các cấp công đoàn Đồng Nai, sự chung tay đồng thuận của chủ doanh nghiệp và sự hưởng ứng nhiệt tình của đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết, sau 2 năm phát động, đến nay, chương trình 1 triệu sáng kiến đã khép lại với thành công to lớn, thu hút trên 829.000 công nhân viên chức lao động cả nước tham gia, thực hiện trên 2,4 triệu sáng kiến, làm lợi cho doanh nghiệp hơn 33.000 tỷ đồng. Đây là hành động thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, là việc làm sáng tạo của tổ chức công đoàn trong thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ để phát triển kinh tế sau dịch bệnh. Trong thành công chung đó, lãnh đạo Tổng Liên đoàn đánh giá cao sự nỗ lực của Đồng Nai. Liên đoàn Đồng Nai là một trong những đơn vị có đóng góp đặc biệt quan trọng vào chương trình. Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đứng thứ 3 về đoàn viên công đoàn của cả nước. Nhiều sáng kiến trong tổ chức phong trào thi đua đã triển khai thực hiện và sự bứt phá ấy được kéo dài khi về đích chiếm vị trí thứ 6 của toàn quốc. Với hơn 110.000 sáng kiến, gấp gần 2 lần với kế hoạch đề ra và làm lợi 1.500 tỷ đồng. Sự bứt phá và kết quả chương trình 1 triệu sáng kiến của Liên đoàn Đồng Nai phản ánh chân thực về một địa phương luôn dành sự quan tâm sâu sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước cho công nhân viên chức lao động. Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và Liên đoàn Lao động tỉnh đã khen thưởng cho 37 tập thể và 72 cá nhân xuất sắc trong thực hiện chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19. Ngoài ra, 6 doanh nghiệp tiêu biểu trong đồng hành hưởng ứng chương trình này cũng đã được tuyên dương khen thưởng. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động giai đoạn 2023-2028. Trường Đại học Đồng Nai sáng nay đã tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11-1982, 20 tháng 11-2023. Đến chung vui với tập thể sư phạm nhà trường có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng. Tại buổi lễ, tập thể sư phạm Trường Đại học Đồng Nai đã cùng nhau ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam, qua đó càng thêm tự hào với nghề mà mỗi thầy cô đã chọn. Trải qua hơn 47 năm hình thành, phát triển và hơn 13 năm trở thành trường đại học trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, dù còn không ít khó khăn, nhưng trường đã khắc phục, triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên. So với năm học trước, tỷ lệ tuyển sinh và tỷ lệ giảng viên hoàn thành chương trình tiến sĩ trong năm học này đều tăng. Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng ghi nhận những kết quả trường đã đạt được, đồng thời lưu ý tập thể sư phạm nhà trường cần nỗ lực nhiều hơn nữa so với yêu cầu của xã hội hiện nay. Đặc biệt, trường cần quan tâm thực hiện kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc gia, quốc tế, ứng dụng chuyển đổi số cho công tác điều hành quản lý, giảng dạy và học tập, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, mang lại cơ hội cho sinh viên được nghiên cứu khoa học, tiếp cận sử dụng trí tuệ nhân tạo, hướng tới tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho xu hướng hội nhập công dân toàn cầu, để mỗi thầy cô giáo, mỗi sinh viên khi nhìn lại đều thấy tự hào khi là thành viên của Trường Đại học Đồng Nai.
Dịp này, Hội cựu giáo chức tỉnh Đồng Nai đã trao quyết định thành lập Chi hội giáo chức trường Đại học Đồng Nai. Các doanh nghiệp tổ chức cũng đã trao tặng quỹ học bổng cho sinh viên của trường với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai đã tổ chức meeting hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2023. Tháng hành động năm nay diễn ra từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12 với chủ đề Cộng đồng sáng tạo quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030 trong sáng nay. Được phát động từ năm 2008, tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS hàng năm ngày càng thu hút sự quan tâm và huy động cả cộng đồng vào cuộc chiến với đại dịch HIV/AIDS. Theo số liệu của Bộ Y tế, tính đến nay Việt Nam có khoảng 249.000 người nhiễm HIV. Đại dịch HIV/AIDS vẫn còn diễn biến phức tạp, số liệu giám sát cho thấy dịch HIV/AIDS có xu hướng gia tăng ở một số địa phương. Tại Đồng Nai ước tính có khoảng 7.000 người nhiễm HIV. Hình thái lây truyền HIV qua đường tình dục tiếp tục có xu hướng chiếm tỷ lệ cao hơn so với qua đường máu. Độ tuổi nhiễm HIV cũng có xu hướng trẻ hóa, đòi hỏi phải có các biện pháp phòng chống phù hợp, đa dạng hơn. Những năm gần đây là phát hiện cái trẻ hóa nhiều hơn. Lứa tuổi hiện nay là 25-49 nhưng mà sắp tới là xu hướng chuyển dịch là 15-24. Thế thì là mà nhóm là tỷ lệ nam chiếm cao và nó về hướng về cái đối tượng là nam quan hệ tình dục đồng giới. Chính vì thế là chúng ta phải có những cái giải pháp, đặc biệt là cái truyền thông, ví dụ các mạng xã hội, rồi trang web, rồi app hẹn hò. Như vậy mà đối tượng hướng tới là mình thanh niên đặc biệt là thanh niên công nhân, các nhà máy xí nghiệp, công nghiệp, rồi đối tượng các em là học sinh sinh viên. Tại buổi meeting, đại diện Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh Đồng Nai kêu gọi các sở ban ngành, chính quyền các cấp, các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm chung tay vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để thực hiện tốt các hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh nhằm góp phần vào mục tiêu năm 2030, Việt Nam cơ bản chấm dứt dịch bệnh AIDS, theo đó đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về chống kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS, điều trị PrEP dự phòng trước phơi nhiễm HIV. Đoàn thanh niên các cấp có các sáng kiến, mô hình phòng chống HIV/AIDS phù hợp, thân thiện cho thanh niên. Em thì cần phải nâng cao ý thức mọi người về bệnh phòng chống HIV này qua đường tình dục, qua đường máu, qua đường mẹ sang con. Ở trường thì thường hay tổ chức những buổi ngoại khóa để tuyên truyền cho sinh viên, giúp tìm hiểu về bệnh HIV và tác hại của bệnh. Bệnh hiện tại là chưa có vaccine điều trị nên cần phải rất là cẩn thận. Để phòng chống HIV thì em sẽ tìm hiểu về các đường lây của nó. Khi nhau quan hệ mình sẽ sử dụng các biện pháp phòng chống như là sử dụng bao cao su. Ngay sau lễ meeting, các lực lượng tham gia đã diễu hành trên các trục đường chính của thành phố Biên Hòa. Sau lễ meeting cấp tỉnh, tất cả các huyện, thành phố và xã phường trên địa bàn tỉnh cũng sẽ đồng loạt tổ chức meeting hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS 2023. Chuyển sang các thông tin thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai vừa ban hành thông báo số 480 về việc triển khai phương án phân ngày tiếp nhận thủ tục hành chính qua hình thức trực tuyến. Theo đó, vào thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần, chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến lĩnh vực đất đai. Riêng các thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công của tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường vẫn thực hiện tiếp nhận trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính công ích. Hiện tại, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai tiếp nhận qua hình thức trực tuyến đối với 87 thủ tục hành chính ở lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên cổng dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ dịchvucong.đồngnai.gov.vn. Do đó, đối với các thủ tục hành chính nêu trên, người dân doanh nghiệp có thể nộp và giải quyết trực tuyến. Nếu có vướng mắc, người dân doanh nghiệp có thể liên hệ tổng đài 1022-0251-1022 để được hướng dẫn để thao tác thực hiện. Sáng nay, Bưu điện tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ ký kết kế hoạch hợp tác phối hợp hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Việc ký kết này nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả cao, đồng thời nâng cao tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến theo chỉ đạo của Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Bưu điện tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp tổ chức lễ ra quân hỗ trợ người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến. Việc này nhằm mục đích là nâng cao tỷ lệ người dân tiếp cận với lại dịch vụ công trực tuyến và qua đó có thể giúp tỷ lệ người dân tiếp cận với lại dịch vụ công trực tuyến của toàn tỉnh được nâng lên.
Tại lễ ký kết, Bưu điện tỉnh Đồng Nai cho biết, những năm vừa qua, đơn vị luôn nhận được sự hỗ trợ phối hợp rất tốt từ công an tỉnh. Nhờ đó, Bưu điện tỉnh Đồng Nai đã được Bộ Thông tin Truyền thông đánh giá là đơn vị dẫn đầu phía Nam về công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin, đặc biệt trong lĩnh vực cải cách hành chính, tạo tiện ích cho người dân như giao thông, hành chính, xuất nhập cảnh. Do đó, Bưu điện tỉnh Đồng Nai mong muốn hai ngành sẽ tiếp tục phát huy và phối hợp để giúp người dân, doanh nghiệp hiểu và thực hiện nhiều hơn trên cổng dịch vụ công quốc gia, đặc biệt các thủ tục hành chính thiết yếu ưu tiên tích hợp. Cũng tại lễ ký kết, phía Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết đã yêu cầu 100% nhân viên bưu điện và cán bộ chiến sĩ lực lượng công an ở 3 cấp nắm được nội dung kế hoạch để gương mẫu thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ngoài ra, 100% các điểm giao dịch sẽ được trang bị đầy đủ trang thiết bị và bố trí cán bộ để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp, nhận trả kết quả thủ tục hành chính trực tuyến. Sẽ đảm bảo và phát huy hiệu quả, tận dụng lợi thế của ngành công an và bưu điện tỉnh để thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, việc phối hợp với bưu điện tỉnh triển khai thực hiện hướng dẫn người dân thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến sẽ góp phần đáp ứng được cái nhu cầu của tổ chức, cá nhân trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Đây là một cái mục đích nằm trong cái đề án 06 của Cục Công an. Thì Bưu điện tỉnh sẽ là phối hợp với Công an tỉnh, sẽ là tuyên truyền để người dân biết được cái việc này và sẽ được là hỗ trợ cho người dân thực hiện thao tác ở tại các cái điểm giao dịch của bưu điện trên toàn tỉnh. Trong giai đoạn 1, từ hôm nay đến hết ngày 15 tháng 12, 2023, Bưu điện tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh sẽ triển khai tại 11 điểm giao dịch tại trung tâm bưu điện cấp huyện và mỗi huyện, thành phố 2 điểm giao dịch tại bưu điện văn hóa cấp xã. Giai đoạn 2 từ ngày 17 tháng 12 trở đi sẽ triển khai cung cấp dịch vụ hành chính tại tất cả các điểm giao dịch bưu điện ở 3 cấp. Bưu điện ở các cấp cũng sẽ phối hợp với cơ quan công an cùng cấp, tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện chi tiêu theo định kỳ hàng quý và báo cáo để lãnh đạo hai đơn vị nắm bắt và chỉ đạo kịp thời. Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết, Nghị định 75 do Chính phủ ban hành với nhiều điểm mới được cho là mang tính đột phá, gỡ được các nút thắt trong cơ chế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. Những điểm mới của Nghị định số 75 đáng chú ý là bổ sung đối tượng và hỗ trợ mức đóng tham gia bảo hiểm y tế đối với người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo, bổ sung nâng mức hưởng bảo hiểm y tế, trong đó nâng mức hưởng từ 80% lên 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Bổ sung các quy định nhằm tăng cường trách nhiệm cho thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của Bộ Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, v.v. Trên lĩnh vực kinh tế đời sống, thưa quý vị, ô cốp là sản phẩm mang tính chất quy mô làng xã, có nhiều sản phẩm ở quy mô sản xuất nhỏ, thậm chí rất nhỏ. Với quy mô này, người tiêu dùng khó biết đến nếu không có lộ trình, chiến lược để quảng bá cho sản phẩm ô cốp. Do đó, tỉnh Đồng Nai đã và đang chú trọng, quan tâm, hỗ trợ để giúp các chủ thể đưa được sản phẩm của mình đến với người tiêu dùng ngày một nhiều hơn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Thưa quý vị, đây là cái cửa hàng bán sản phẩm ô cốp. Và những cái sản phẩm ô cốp ở đây thì hầu hết là của huyện Xuân Lộc. Ngoài ra thì còn có sản phẩm của các nơi khác trong địa phương của tỉnh. Và cái cửa hàng này tuy thì mới mở khai trương, tuy nhiên là được cái khách hàng đón nhận rất là nhiều. Điểm bán sản phẩm ô cốp này nằm ở thị trấn Gia Rai, huyện Xuân Lộc. Điểm bán này được Sở Công Thương hỗ trợ tư vấn, thiết kế, đầu tư xây dựng kệ, tủ, giá trưng bày, biển hiệu, v.v. Ở đây hiện đang bày bán gần 40 sản phẩm ô cốp trong và ngoài huyện, cùng các sản phẩm tiềm năng nổi trội của địa phương. Quầy hàng ô cốp như thế này á, em đến rất là bất ngờ và rất là vui, rất là tin tưởng khi mua và dùng sản phẩm ở đây. Mình sẽ tin tưởng và thường xuyên đến đây mua cũng như giới thiệu bạn bè để sử dụng những sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng như thế này ạ. Mình rất là thích cái là nguồn gốc rất là rõ ràng, có thể xuống tận vị trí để mình coi dây chuyền sản xuất và nhập nguyên liệu đầu vào và nhân công và độ vệ sinh sạch sẽ của những xưởng gia công, mình cảm rất là ok, tự tin để sử dụng sản phẩm này. Anh Núi, chủ điểm bán hàng ô cốp này cho hay, do có sẵn nhà hàng nên khách tới đây đều dễ dàng tiếp cận được với các sản phẩm. Ngoài ra anh cũng tạo thêm fanpage ô cốp Xuân Lộc để khách tham khảo mua hàng.
Với điểm bán hàng này, tất cả các chủ thể ô cốp trên địa bàn tỉnh đều được tham gia, còn khách hàng thì được mua với giá tốt nhất. Theo anh Núi, tới đây anh sẽ mở rộng quy mô bằng hình thức bán hàng ô cốp, mô hình container di động để khách dễ tiếp cận hơn, nhất là khách du lịch. Đồng thời cũng kết nối với các tỉnh thành khác trong cả nước để bán thêm sản phẩm ô cốp của họ và ngược lại. Được Sở Công Thương với lại Ủy ban huyện chấp thuận á, để mở cái này á, thì rất là tiện lợi. Khi mình mới dựng kệ rồi sắp hàng lên chưa khai trương á, thì khách hàng đã người ta đã hỏi và người ta mua rồi. Cái đó là một cái thuận lợi. Cho nên là tôi nghĩ là cái này là một cái mà để gọi là kết nối giữa khách hàng với nhà sản xuất. Tại vì nhiều lúc nhà sản xuất thì người ta ở xa, không ở đây. Nhưng mà chỗ này là cái trung tâm để trưng bày các sản phẩm đó. Còn khi người ta cần hợp tác hay cần số lượng lớn thì người ta sẽ kết nối với nhà sản xuất. Thì đây cũng là một cái cầu nối, tạo điều kiện cho người dân có việc làm cũng như nhà sản xuất tiếp xúc được với khách hàng tốt hơn. Hiện nay, toàn tỉnh Đồng Nai có 167 sản phẩm của 90 chủ thể được công nhận sản phẩm ô cốp. Trong đó có 90 sản phẩm ô cốp đã tham gia bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Có nhiều sản phẩm ô cốp được phân phối ổn định tại các hệ thống siêu thị như Bixi, Co-opmart, MM Mega Market, các điểm du lịch vườn, điểm dừng chân trên địa bàn tỉnh. Kết thúc niên vụ cà phê 2022-2023, xuất khẩu cà phê cả nước đã đạt 1,66 triệu tấn với kim ngạch trên 4 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,4% về giá trị so với cùng kỳ, nhờ giá xuất khẩu tăng cao nhất từ trước đến nay. Đức, Ý và Hoa Kỳ là ba thị trường lớn nhất của cà phê Việt Nam theo Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam. Đây là niên vụ giá cà phê đạt đỉnh, đem lại lợi nhuận đáng kể cho bà con nông dân, nhưng lại đẩy nhiều doanh nghiệp vào khó khăn bởi khó đảm bảo các hợp đồng đã ký với giá thấp. Dù vậy, trước tình hình cung cầu thế giới biến động nhưng còn tiềm năng để khai thác, các doanh nghiệp vẫn đang đẩy mạnh xuất khẩu cà phê rang xay, cà phê hữu cơ. Đây cũng là xu hướng chủ đạo trong niên vụ tới để phát triển ngành cà phê theo hướng bền vững, phù hợp với xu hướng toàn cầu. Niên vụ cà phê 2023-2024 dự kiến sẽ thu hoạch rộ vào tháng 12 tới, hứa hẹn sẽ tiếp tục mang lại lợi nhuận cho người trồng cà phê và doanh nghiệp. Việt Nam đang chủ động tích cực tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Do đó, Việt Nam tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ thông qua tiến tới chủ động được nguyên liệu, linh kiện đầu vào, nỗ lực đảm bảo chuỗi cung ứng sạch và ổn định, tuân thủ tuyệt đối các quy định về phát triển bền vững. Việt Nam đã cam kết trong các hiệp định thương mại tự do, bao gồm cả việc bảo vệ tự nhiên, môi trường. Bộ Công Thương cho biết tập đoàn Walmart đã có kế hoạch chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm cung ứng hàng hóa khu vực châu Á. Hiện Walmart đã thu mua từ Việt Nam hàng tỷ đô la Mỹ hàng hóa mỗi năm. Việt Nam nằm trong nhóm 5 nước xuất khẩu hàng hóa nhiều nhất vào hệ thống của Walmart toàn cầu. Hàng Việt Nam không chỉ đã thâm nhập vào hệ thống Walmart tại Hoa Kỳ, mà còn tại các thị trường lớn khác như Trung Quốc, Canada, Mexico, v.v. Thưa quý vị khán giả, hiện nay tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng cũng như sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn, truy sát lẫn nhau đang gây nhức nhối, bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn. Phóng sự được thực hiện tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Đây là hiện trường vụ hai nhóm thanh niên trên địa bàn huyện Xuân Lộc truy sát, đánh nhau bằng hung khí như cây đao phóng lợn, đao, tiếp. Nguyên nhân chỉ vì lời qua tiếng lại trên mạng xã hội, rồi hẹn nhau giao chiến, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, làm người dân vô cùng hoang mang. Có thể nói vụ việc trên không phải là vụ việc đầu tiên khi thanh thiếu niên có hành vi cầm hung khí, phóng nhanh vượt ẩu hay hỗn chiến trên đường phố. Mặc dù thời gian qua, lực lượng công an đã triển khai nhiều đợt tuyên truyền phòng ngừa, ra quân xử lý, thậm chí huyện còn tổ chức nhiều phiên tòa lưu động để tuyên truyền răn đe tại địa phương. Tuy nhiên, một phút nóng nảy bộc phát của tuổi trẻ hoặc bạn bè lôi kéo, một số thanh niên lại bước tới gần vành móng ngựa. Can Trương có lấy, có mang về 5 cây tiếp, hàng 2 cây phóng lợn và hàng vô 3 cây dao bầu. Và đang tụ tập ở đó thì bị can Vũ Hoàng và bị can Tuấn và bị can Phước có ra ngoài đường la hét và đập phá ở ngoài. Rất hối hận vì đã làm ra như vậy, vì một chút nông nổi không nhận thức được và rất ăn năn hối cải về hành vi của bị cáo. Theo đánh giá của Công an huyện Xuân Lộc, tình hình tội phạm vị thành niên, thanh niên, phần lớn các đối tượng phạm tội là do ảnh hưởng bởi gia đình, thiếu sự quan tâm của bố mẹ hoặc nhận biết pháp luật còn hạn chế, dễ bị lôi kéo dẫn đến thực hiện hành vi vi phạm pháp luật,
Từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn huyện Xuân Lộc đã xảy ra 107 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có 6 vụ gây rối trật tự công cộng. Đặt lên vấn đề là công tác tuyên truyền, công tác quản lý giáo dục các em và cái công tác là phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác là tuyên truyền vận động để các em nhận thức về pháp luật. Cái thứ hai là gì? Không để vướng vào các cái vòng lao lý trong cái nhận thức pháp luật. Để tiếp tục răn đe phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an thì yếu tố gia đình vẫn là then chốt, đặc biệt là gia đình phải quan tâm, định hướng, nói không với hành vi bạo lực, có sự giám sát giờ sinh hoạt và được chia sẻ, được hiểu rõ các quy định pháp luật thì các em sẽ hoàn chỉnh về nhân cách, từ đó sẽ hạn chế xảy ra những vụ việc đau lòng như thời gian qua.